chị em sẽ cùng các mẹ đi tìm hiểu về bốn loại hoa quả ngon, rất là bổ dưỡng nhưng lại cực kỳ độc và không tốt đối với mẹ bầu. Vậy là những loại hoa quả nào? Hôm nay trong Sóc Mẹ chị em sẽ cùng các mẹ đi tìm hiểu chi tiết xem nó là những loại hoa quả nào nhé. Hoa quả tươi là một nguồn gốc vitamin rất là cần thiết cho mẹ bầu, nhưng không phải là loại hoa quả nào cũng tốt đối với mẹ bầu. Hãy cùng chăm sóc mẹ và chị em tìm hiểu nhé các mẹ. Một, đó chính là đu đủ. Dùng sai cách mẹ có thể mất con. Đu đủ là một trong những loại trái cây cung cấp nguồn vitamin A, C, E tự nhiên tốt cho mẹ bầu. Tuy nhiên, không phải đu đủ nào cũng tốt. Trong khi mang thai, các mẹ bầu không nên ăn các món được làm từ đu đủ xanh. Các mẹ nhớ là đu đủ xanh thì chúng ta không nên ăn, hoặc là đu đủ chưa chín hẳn, bởi trong đó có chứa chất gây co thắt tử cung, có thể khiến cho mẹ bầu bị sảy thai hoặc sinh non. Chính vì thế, để an toàn cho mẹ và bé thì các mẹ không nên ăn đu đủ chưa chín hẳn, đu đủ xanh. Và tốt nhất là chúng ta nên ăn đu đủ chín cây tự nhiên. Tức là nếu mà các mẹ thèm ăn thì chúng ta chỉ ăn những quả đu đủ đã chín cây, chín hoàn toàn rồi thì chúng ta mới ăn. Đó. Và để chín ép cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu. Nếu mà những quả đu đủ mà bị chín ép thì vẫn còn chất co thắt tử cung, chúng ta không nên ăn vì không tốt cho mẹ và bé. Vì ngày xưa bài thuốc dân gian của các cụ là dùng lá đu đủ xanh nấu lên uống để giúp cho thai, để làm cho sảy thai đấy. Nên là các mẹ hãy lưu ý giúp mình nhé. Và hai, đó chính là dứa. Dứa thì có chức năng là làm mềm tử cung ở những tháng đầu. Theo các nhà khoa học, trong quả dứa có chứa thành phần bromelain có tác dụng làm mềm tử cung, kích thích co bóp tử cung và sản xuất các chất gây phá thai. Không những thế, dứa còn là một trong những loại quả có tính nóng, có thể gây ra các dị ứng thường gặp như là nổi mặn ngứa, nóng ran người, các chứng như là táo bón, không tốt cho sức khỏe mẹ bầu. Vì thế, trong những tháng thai kỳ, mẹ bầu nên hạn chế ăn dứa. Tuy nhiên, vào những ngày cuối của thai kỳ thì các mẹ có những dấu hiệu chuyển dạ thì mẹ bầu nên là ăn để cho quá trình vượt cạn dễ dàng hơn và dễ sinh nở hơn ở những tuần cuối của thai kỳ. Và ba, đó chính là nhãn, một nguyên nhân gây ra nám và sạm da. Nhãn là một trong những quả có tính nóng. Nếu mẹ bầu ăn nhiều nhãn trong thời kỳ mang thai sẽ dễ dẫn đến chứng táo bón, mận ngứa, dị ứng, khiến da dễ bị sạm, nám, gây xáo trộn quá trình phát triển bình thường của thai nhi và không tốt cho sức khỏe của mẹ bầu. Mẹ bầu có thể sử dụng nhãn để giúp an thần, ngủ ngon khi mang thai, nhưng không nên quá lạm dụng. Điều này không tốt cho thai nhi một chút nào. Và chắc là hẳn là một số mẹ cũng đã đọc báo và có thấy một số tình trạng một số người ăn nhiều nhãn quá bị ngất hoặc là bị nóng quá, và một số mẹ bị động thai do ăn nhãn. Chúng ta có thể tìm những bài báo trên Google rất là nhiều đó. Và bốn, đó chính là đào, gây xuất huyết sảy thai ở mẹ bầu. Đào là một trong những quả có nhiều khoáng chất, đặc biệt là kali và magie. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, nếu khi mang thai mẹ bầu ăn đào thì sẽ sinh con quái thai, dị hình dị dạng. Vậy sự thật là như thế nào? Theo các nhà khoa học, trong đào có chất gây xuất huyết tử cung, vì thế mẹ bầu dễ bị xuất huyết, sảy thai, sinh non, rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Ngoài ra, lông phủ ngoài của quả đào dễ làm cho mẹ bầu cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu, gây ho nhiều, cũng không tốt cho mẹ bầu. Chính vì vậy mà chúng ta không nên ăn đào và hạn chế ăn đào các mẹ nhé. Và cảm ơn quý vị đã đón xem video. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày từ kênh Chăm Sóc Mẹ và Trẻ Em nhé. Và hãy nhớ đọc một bình luận video để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những video tiếp theo.